Theo bạn, chúng mình đã học về bảng nhân 7 rồi. Bây giờ mình ôn tập một số kiến thức cũ nhé. Xem bạn còn nhớ bảng nhân 7 không nào? Bạn theo dõi mình làm nha. 7 nhân 2 bằng 14. 7 nhân 4 bằng 28. Và 7 nhân 6 thì bằng 42. Có đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bài học hôm nay của chúng ta là dựa vào bảng nhân 7 để thiết lập và học thuộc bảng chia 7 đó bạn. Mời bạn vào bài học nhé. Mình có 7 viên kẹo tròn. Đố bạn, 7 viên kẹo được lấy 3 lần thì mình viết thành tích như thế nào? Bảy được lấy 3 lần. Mình viết thành tích thì như thế này. Lấy 7 nhân 3. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy 7 nhân 3 bằng bao nhiêu? Quá dễ đúng không? 7 nhân 3 thì bằng 21. Đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình có 7 nhân 3 bằng 21. Vậy bây giờ mình lấy 21 chia cho 7 thì được bao nhiêu? 21 chia 7 thì được 3. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy là ta đã thiết lập được một phép chia 7 trong bảng chia 7 rồi đó. Bây giờ mình lấy đi 7 viên kẹo. Vậy ở trên ta thấy 7 được lấy mấy lần và viết thành tích như thế nào? Bạn cho kết quả đúng nha. Bạn xem mình làm nhé. 7 được lấy 2 lần. Như vậy, mình sẽ lấy 7 nhân 2. Và kết quả là 14. Đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 7 viên kẹo được lấy 2 lần và viết thành tích là 7 nhân 2 bằng 14 viên kẹo. Từ phép nhân, mình chuyển thành phép chia như thế này. 14 chia 7 bằng 2 nè. Mình viết 14 chia 7 phía trên, 21 chia 7 nhé. Tương tự, mình lấy đi 7 viên kẹo nữa. Vậy là mình có 7 được lấy 1 lần. Bạn thực hiện viết thành tích, rồi chuyển sang phép chia nhé. Bạn theo dõi mình làm nhé. 7 được lấy 1 lần, tức là mình sẽ lấy 7 nhân với 1. Và kết quả sẽ là 7. Như vậy, mình viết thành như thế này nhé. Bảy chia 1 7 chia 7 sẽ bằng 1, đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình viết phép chia 7 chia 7 bằng 1. Viết trên phép chia 14 chia 7 bằng 2. Bây giờ mình đọc lại các phép chia nhé. 7 chia 7 bằng 1. 14 chia 7 bằng 2,
21 chia 7 bằng 3. Tương tự, bạn thiết lập tiếp các phép chia 7 còn lại nhé. Mình tiếp tục nhé. 28 chia 7 được 4. 35 chia 7 được 5. 42 chia 7 được 6. 49 chia 7 được 7. 56 chia 7 được 8. 63 chia 7 được 9. Và 70 chia 7 được 10. Đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Và bài học mới đến đây là kết thúc rồi. Mình tiếp tục chuyển sang làm luyện tập thôi. Bài đầu tiên là tính nhẩm. 28 chia 7 bằng bao nhiêu? Bạn đã học thuộc chưa nào? 28 chia 7 thì được 4. Đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục thôi nhé. 14 chia 7 thì được 2. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 49 chia 7 thì được 7, đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tương tự, mình cùng làm các câu còn lại nhé. 70 chia 7 được 10. 56 chia 7 thì được 8. 35 chia 7 thì được 5. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục nhé. 21 chia 7 được 3. 63 chia 7 được 9. 7 chia 7 được 1. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 42 chia 7 được 6. 42 chia 6 thì được 7. Còn 0 chia 7 thì bằng 0, đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hay quá! Nào, tiếp tục chuyển sang luyện tập 2 thôi nhé! Đề bài cũng là tính nhẩm luôn đó! Mình làm thôi nhé! 7 x 5 bằng 35. Đúng rồi! Bạn giỏi lắm! Còn 35 chia 7. 35 chia 7 thì được 5. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ngược lại, 35 chia 5 thì được 7. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục nhé. 7 nhân 6 bằng 42. Còn 42 chia 7 thì được 6. 42 chia 6 thì được 7. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Quá dễ đúng không? Nào, tiếp tục thôi nhé. 7 nhân 2 bằng 14. 14 chia 7 thì được 2. Và 14 chia 2 thì được 7. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục nhé. 7 x 4 bằng 28. 28 chia 7 thì được 4. Và ngược lại, 28 chia 4 thì được 7. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ, mình sẽ tiếp tục với luyện tập 3 thôi. Bài toán như sau, có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi, mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
Mình cùng theo dõi Minh Họa thôi. Có 56 học sinh và phải xếp đều thành 7 hàng. Mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? Bạn hãy nhớ số liệu bài cho nha. Bây giờ mình sẽ làm phần tóm tắt. Chúng mình có 7 hàng thì có 56 học sinh. Như vậy, hỏi một hàng thì có bao nhiêu học sinh? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đã có phần tóm tắt rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện bài giải thôi. Lời giải như sau nhé. Mỗi hàng có số học sinh là. Và mình sẽ thực hiện phép tính gì đây? Mình sẽ lấy 56 chia 7. Và kết quả tính được là 8, đúng không nào? Đơn vị học sinh đáp số là 8 nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì tiếp tục với luyện tập 4 thôi. Mình cũng đọc kỹ đề bài cho nha. Có 56 học sinh xếp đều thành các hàng. Mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng? Ồ, bài này cũng tương tự bài trước đúng không? Mình xem Minh Họa nha. 56 học sinh xếp thành các hàng và mỗi hàng phải có 7 học sinh. Như vậy thì chúng ta xếp được bao nhiêu hàng? Bạn hãy nhớ số liệu bài cho nha. Bây giờ mình sẽ làm phần tóm tắt. Chúng ta có 7 học sinh xếp thành một hàng. Như vậy, 56 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng? Mình làm phần tóm tắt như vậy có đúng chưa nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đã có phần tóm tắt rồi, mình tiếp tục làm phần bài giải thôi nhé. Lời giải mình sẽ viết như thế này. Năm mươi sáu học sinh xếp được số hàng là, và mình sẽ thực hiện phép tính chia. Mình lấy 56 chia 7. Và kết quả tính được là 8. Đơn vị là hàng, đáp số 8. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ồ, bài học đến đây là kết thúc rồi đó. Hẹn gặp lại bạn ở bài học tiếp theo nha. Phải đếm có tất cả bao nhiêu con mèo trước nha. Mình thấy có 21 con mèo. Như vậy, 1 phần 7, số con mèo sẽ là, mình lấy 21 chia 7, sẽ được 3.